Vâng, đường cao tốc là nơi phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao cho nên niềm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Và chính vì thế việc thiết kế đường cao tốc luôn đòi hỏi kỹ thuật cao hơn hẳn đường bình thường. Nhiều người trong chúng ta thường xuyên di chuyển trên cao tốc, nhưng có lẽ ít khi để ý tại sao đường cao tốc hầu như lại không bao giờ có đèn đường, tại sao không làm đường cao tốc thẳng tắp kể cả khi không có chướng ngại vật gì. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. tiêu chuẩn Việt Nam về việc thiết kế đường cao tốc thì chỉ ở trạm thu phí, trạm kỹ thuật hay trong hầm thì mới có cần có đèn đường. Việc lắp lèn dọc cao tốc sẽ gây hại nhiều hơn lợi vì sẽ làm giảm tầm nhìn, gây mỏi mắt, giảm sự chú ý của tài xế với các biển báo, nhận biết xe phía trước, Thay vào đó, tất cả các đường cao tốc trên thế giới đều dẫn đường cho tài xế bằng hệ thống biển báo và kẻ đường phản quang. Ngoài ra, đường cao tốc thường thiết kế để sau khoảng 4 km đường thẳng sẽ có một đoạn uốn cong, một góc nhỏ buộc phải đánh lái nhằm thu hút sự tập trung của tài xế, tránh buồn ngủ do vận hành đều đều. Ngoài ra, cách thiết kế này cũng sẽ giúp giảm bớt ánh đèn ngược chiều làm loa mắt tài xế.